Ok, chào tất cả anh em chơi kênh DHBG của ngày hôm nay. Tiếp tục với con game Hơi Thở Mặt Trời thì video mình sẽ review qua cho anh em tính năng sự kiện ngày 8. Sự kiện là tướng mới Akaza không hề ghi cyber nên mình nghĩ phần trăm cao là ngày 8 sẽ mới sẽ có. Nói chung là cứ đủ 8 ngày sẽ có phần trăm cao vậy. Đầu tiên là về quay trang phục thì nó vẫn vậy em ơi. Nó chỉ thay thời trang gen thành Akaza thôi. Lưng sao tướng cũng vậy em ơi. Trang phục hiện tại chưa có. Đây vào nó sẽ có vòng quay tướng mới. Tướng thì nó sẽ cho chọn 4 con và trong ấy nó sẽ có Akaza. Ok, chắc chắn là sẽ chọn là Akaza rồi. Từ đây mà anh em quay mấy con này kia là hơi bị toang luôn. Đầu tiên là gói lạp. Nó sẽ có 3 gói anh em mua bằng kim cương, vé trùng sinh, 2 vé rất là ngoài mời. Giá chỉ có 500 thôi. Nó đắt hơn 100 so với sự kiện là Loen. Loen mình nhớ là 350. Nói chung ngày 8 nếu mà sự kiện có là anh em sẽ kiếm được 3 vé trùng sinh. Nếu mà game này về sau sự kiện nó như này ấy, thì về anh em cũng không phải quá thiếu đâu. Tiếp đến là gói tân thủ giảm 50%, 2.500 được 5 vé, giới hạn mua 12 lần, 25 x 10, 50 vé, 25k. Tức là mắc 60 vé sẽ tốn 30k ở gói tân thủ 50%, 60, 30k. Mà game này bảo hiểm con Akaza là 79 lần, cứ cho 80 lần đi, 80 vé một con. Mở gói lạp 60 rồi phải không? Còn thiếu 20. Căng quá em ơi. 30k phải không? Muốn thêm 20 vé lứa anh phải tốn 20k. Tức là anh em xui nhất tổng cộng sẽ tốn 50k một con. Và anh em mà muốn khô máu con thứ hai 10 vé 10k, 80 vé tương đương với 80k. Tức là anh em mà xui nhất 130k kim cương 2 con. Mà chơi đến tầm này 2 con không làm gì, ít nhất phải 3 con trở lên. 9 sao thì ok. Nhưng mà 8 sao lại anh em chơi tầm 2 tuần ok. Nhưng mà sang đến tầm tuần thứ 3, tuần thứ 4 ấy, thì hơi toang. Mà khi mày tướng 10 sao chênh lệch với tướng 9 sao rất nhiều. Phần công nó tăng lên rất là mạnh. Anh em mà hay theo dõi nhóm hay là trên YouTube biết đấy, con mui nó lên 10 sao công tăng gấp đôi em ơi. Đây là cái sự kiện mình thấy anh em chỉ cần mua 2 vé trùng sinh rồi. Vé trùng sinh ấy tầm 1k lại mua hết cho mình, không cần phải nghĩ đâu. Tại vì vé về sau nhất là anh em nông dân sẽ xài rất nhiều. Tại vì nông dân anh em sẽ không có tướng ngon nên kiểu gì anh em cũng phải trùng sinh lương lại thôi. Tiếp đến là về phần quà. Đây nó sẽ có 1,79% ra tướng, tính ra phần trăm khá cao. Và 0,03% ra 20k cương, cũng giống như bao con game khác. 0,07% ra 25 mảnh bảo vật đó, 50 mảnh sẽ hợp thành một cái. Thế nó không cho luôn 50 mảnh nhỉ? 0,7% ra trang bị đỏ ngẫu nhiên. 1 sao phế em ơi. Gói lại phế. 10 mảnh bảo vật vàng đặc biệt. Bảo vật vàng thì đầu game cũng tạm ổn, về sau hơi phế. Và nó có thì ra tướng 5 sao SR. Loại 1 là chắc chắn ra tướng SR. Loại 2 thì nó sẽ ra tướng 5 sao bình thường. Và còn lại là nguyên liệu cùng với mảnh tướng 4 loại kia. Nói chung quay này chủ yếu là anh em ra 3 cái đầu tiên. Ngon nhất chắc ra tướng rồi. Nhiều con game khác ngon là kim cương. Nhưng mà khi máy một con nhỏ này nó tương đương với tầm 50k. Mà em đã dùng kim cương để quay sự kiện này chắc ra tướng sẽ ngon hơn. Anh em chú ý nhá. Đây hiện tại Akaza này mình có 13k. Mình sẽ khô máu đi. Mình mua mắc cái gói tân thủ 13k mình mua được 5 lần, tương đương với 25 vé em ơi. Ngọt quá em ơi, 25 vé. Để chắc mình sẽ thử mù trước một vé rồi mình quay nhanh 10 vé em ơi. 25 vé chắc mình quay tốn. Ôi vừa nói xong đã ra xu này. Ít nhất là ra mấy cái đồ hiếm hiếm một tí cho anh em có động lực nhở. Ôi một mảnh. Ôi lại một mảnh tiếp. 3 mảnh tướng thường, 15 mảnh tím. Ok còn 20 vé. Để xem cái tỷ lệ 1,79% 25 vé có ra không em ơi. Nếu mà tính x10 lên ý, 10% là 17%, 20 vé là 30 mấy phần trăm. Nhưng đấy là mình tính x lên thôi. Không biết anh em nhân phẩm quay sự kiện như nào. Nhưng mà theo mình phần trăm cao nhiều anh em mà không quay ra là sẽ C mới. Mà C mới chắc chắn là sẽ rồi mui. Hiện tại bây giờ mình không rõ là Akaza nó có mạnh hơn mui không. Nhưng hiện tại mua bây giờ nó là con ngon nhất khi lên 10 sao. Một click nhẹ này. Dày đây. Ôi 10 mảnh cam bảo vật. còn lại tàn giác em ơi. Đấy, thế là mình đã đi 5k anh Vương rồi. Thêm 5k lứa. Thôi bỏ qua em ơi, bỏ qua nhá. Mình thấy không ổn đi nào luôn. Không biết anh em quay nào, nhưng mà gà này mình quay 25 vé, tán giác và giác, chỉ có giác em ơi. À quên, vào cái thời trang tứ mới. Đây còn 54 lần nó mới ra bảo hiểm. Căng quá nhỉ. Đâu xem gói lạp nào. 3 ngọc 2 vé mua 1. 5 ngọc 4 vé được mua 1. 15 ngọc 10 vé. 28 ngọc 20 vé. Tính ra mua mấy gói đắt nó rẻ hơn em ơi. Anh em tính đi. 96 ngọc được 80 vé phải không? Nó gấp 8 lần so với gói 15 ngọc. 15 ngọc nhân 8 là 120. Đây này nó cũng ghi phần trăm ơi. Gói 15 ngọc 100%, 28 110, 52 115 và cuối cùng 96 120%. Nói chung anh em tốt thì cứ mua gói 120% 96 ngọc trước. Còn về gói giảm giá 35 ngọc thì nó rẻ hơn, nhất là gói 5 ngọc. 5 ngọc được 4 vé. Rồi mình xem nhá. 52 ngọc được 40 vé. 5 ngọc được 4 vé. Tính ra nó xấp xỉ với gói 52 ngọc em ơi. Nhưng mà cái gói rẻ này nó chỉ được mua có một lần thôi. Không xin nha em ơi. Chủ yếu là anh em mua mấy gói to. Đây tiện chuyến mình soi luôn sự kiện cho anh em. Đầu tiên ngày 8 thì nó sẽ có tiêu tích lũy. Mấy mốc đầu bỏ qua em ơi. Chủ yếu là mấy mốc cuối thôi. Ui tầm này còn cho trai mày cam. Chán thật sự luôn. Đây quan trọng là tiêu 500 ruby. Sẽ được thẻ chọn tướng tùy chọn. Tướng hiếm em ơi. Anh em mà chưa có mui chắc chắn là dồn mui rồi. Và tiêu 650 ruby. Anh em sẽ được chọn quỷ. Nhưng mà chỉ được chọn là 1 trong 2 thôi. Không biết sự kiện nào quay tướng kết thúc. Thẻ này nó cho chọn con Akaza không. Mà em tiêu được 650 ruby. Lên Akaza mới sao rồi. Nên bỏ qua em ơi. Đây quý này vẫn là quý quà bình thường thôi. À còn về cái mũ trực tiếp thì vẫn là mấy mốc cuối ngon. Đây 50 ngọc. Anh em sẽ được chọn thẻ tướng. Vẫn là tướng hiếm. Và 50 ngọc anh em sẽ được 50 mảnh bảo vật đỏ. Gói bảo vật đỏ này chắc anh em tốt hơn nhiều. Còn mấy tướng chắc anh em tốt không thiếu đâu. Nên gói này khá chạy nhưng mà hơi tiếc gói này chỉ cho bán một đôi. Riêng mà cho bán 3-4 gói khéo khi tốt cũng mua hết đấy. Và hôm nay nó có thêm cái nhiệm vụ chiến trường nữa. Nhiệm vụ chiến trường ở đâu nhỉ? Mình nhớ hôm nay 10 giờ mình vào mình thấy nhiệm vụ chiến trường mà. Bịp ghê nhỉ. Tốt đồ chiến, đua tốt, trang phục. Không thấy cái chiến trường đâu em ơi. Nhiệm vụ này căng ghê nhỉ. Mình nhớ cái nhiệm vụ chiến trường đấy. Mình nhớ có cái thách đấu cộng với liên đấu. Thách đấu tổng cộng là 140 điểm. Thắng một trận được 2 điểm. Thua được 1 điểm. Nếu mà anh em thắng win full ấy là 70 trận thách đấu. Sự kiện trong vòng 7 ngày. Mỗi ngày anh đánh 10 lần win là xong nhiệm vụ thôi. Mình nhớ tổng cộng được 50 mảnh thường. Gần 1k đá thì phải. Đấy bây giờ anh em chú ý cho mình cái tính năng ngày 8. Thôi ok mình xin kết thúc đây. Hẹn anh ở các video sau. Bye bye anh em.